Ngày 28 tháng 5 năm 2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 92 công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng số đại biểu được bầu của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa là 85 người, tổng số người trúng cử là 85 người. Những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại đơn vị bầu cử số 5 huyện Lang Chánh gồm ông Nguyễn Xuân Hồng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, đạt tỷ lệ phiếu bầu là 96,39%. Ông Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa, đạt tỷ lệ phiếu bầu là 94,39%. Ông Mai Xuân Bình, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban dân tộc tỉnh đạt tỷ tỉ lệ phiếu bầu là 94,26%.